kế hoạch để chống là một kẻ sống dai dê vốt, là tạo một thế giới mới nơi không tồn tại hắn, và cũng chính hắn sẽ là vật dẫn để kết hợp cả hai thế giới lại với nhau. Bill dùng toàn bộ sức mạnh mở cổng không gian, đưa thế giới thứ hai đến gần hơn với thế giới đầu tiên bằng toàn bộ sức mạnh Genius Form. Hoàn thành được thí nghiệm đó, anh cũng mất hoàn toàn sức mạnh tối thượng của mình. Với những form cơ bản, anh không thể nào làm gì được tên Eivor. Mặc dù hắn cũng mất chân sức mạnh trong trận chiến với Bill ở những hình dạng khác, nhưng đó là hoàn toàn không đủ. Khi tuột về Bay Form, anh đã chẳng còn đối thủ của Eivor. Hắn đã hấp thụ được Banjo và chỉ cần có Sento, Eivor Trigger của hắn sẽ hoàn toàn hồi phục và hắn sẽ là kẻ mạnh nhất. Khi sức mạnh của anh hoàn toàn gần như tan biến, thì mẫu thử nghiệm cuối cùng Gold Rabbit cũng như phần Bottle Silver Dragon được Cross-Z gửi cho Bill bằng những ý thức cuối cùng trong người của Eivor. Kết hợp cả hai, anh đã tạo một hình dạng có thể thay thế được Si Nhật Firm về mặt sức mạnh, Gold and Silver Rabbit Dragon. Kết hợp cả hai nguyên tố hữu cơ lại với nhau để tạo một form hết sức chấp vá bằng hình dạng CGI 3D. Sức mạnh của nó cũng khá khủng khiếp, chỉ xuất hiện duy nhất một lần và chỉ ra đúng một đòn Rider Kick, không thể hiện bất kỳ điều gì. Và thậm chí đòn Rider Kick này còn được tái chế là từ Robic and Tank mà chẳng có bất kỳ hiệu ứng nhảy cao hay là phần mảnh xích xe tăng cán vào người kẻ thù. Nó chỉ đơn thuần là một nguồn năng lượng vàng bao quanh cơ thể của Bill, ra một đòn tấn công Eivor khiến hắn trọng thương nặng. Đó là tất cả gì mà hình dạng Robic and Dragons thể hiện được trong tập cuối cùng của Kamen Rider Bill.